Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin trong nước và quốc tế của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Đại hội Đảng lần thứ 13, tất cả đại biểu và các thành phần liên quan đều âm tính lần 1 với COVID-19. Nhìn lại một học kỳ sau khi triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới. Thủ tướng Anh kỳ vọng về sự hợp tác với tân Tổng thống Mỹ. Thưa quý vị và các bạn, theo yêu cầu của Ban tổ chức Đại hội Đảng 13, Bộ Y tế đã tổ chức triển khai lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 của các đại biểu, tổ phục vụ và các thành viên liên quan. Đến nay, hơn 10.000 mẫu đã cho kết quả âm tính lần 1. Để đảm bảo đại hội diễn ra thành công, về công tác phòng chống dịch bệnh, đến nay Bộ Y tế đã triển khai đồng bộ tất cả các biện pháp phòng chống dịch trên toàn quốc cũng như với đại hội. Công tác phòng chống dịch bệnh được chuẩn bị đồng bộ trên tất cả các khâu và tại tất cả các địa điểm nơi tổ chức đại hội, cũng như các nơi lưu trú, ăn nghỉ của đại biểu tham dự đại hội và các tổ phục vụ. Mới đây, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã giao các Bộ Giao thông Vận tải, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Công thương và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xem xét giải quyết theo thẩm quyền các kiến nghị của Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng không Việt Nam, trước mắt là tháo gỡ khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Trước đó, Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng không Việt Nam đề xuất cần tập trung một số chính sách đặc thù hỗ trợ ngành hàng không nhanh chóng hồi phục, như nhanh chóng ban hành các quy định về quy trình, thủ tục, thực hiện các chuyến bay trong nước và quốc tế, giảm sâu hơn thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu hàng không, kéo dài thời gian giảm giá dịch vụ đối với các hãng hàng không và nghĩa vụ tài chính của các doanh nghiệp trực tiếp phục vụ hoạt động bay tới giữa năm hoặc cuối năm 2021, tùy tình hình dịch bệnh. Theo Hiệp hội, các hãng hàng không kiến nghị gói hỗ trợ tài chính trị giá 25.000 tỷ đồng, bao gồm cả tín dụng ngắn hạn và tín dụng dài hạn, theo phương án bảo lãnh tín dụng với lãi suất vay ưu đãi, giúp các hãng sớm phục hồi. Theo kế hoạch trước đó, tại tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại hai địa điểm ở thành phố Huế và huyện Phong Điền. Thế nhưng mới đây, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Phong Điền cho biết, do cuối năm 2020, khu vực Thủy điện Rào Trăng 3 thuộc địa phương này xảy ra sạt lở, khiến nhiều người tử vong, và đến nay vẫn còn 11 người mất tích chưa được tìm thấy. Do đó, Thường vụ Huyện ủy Thống Nhất sẽ không tổ chức bắn pháo hoa dịp đón giao thừa Tết Nguyên đán Tân Sửu và xin chuyển sang năm khác. Thưa quý vị và các bạn, thời điểm này các trường trong cả nước đã sơ kết học kỳ 1 năm học 2020-2021. Đây cũng là năm học đầu tiên triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới. Vậy các trường đánh giá như thế nào về kết quả học kỳ vừa qua? Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau. Chim non chào đời, sáo mẹ nằm trong tổ quốc sau vòng cây. Hết học kỳ 1, tập thể học sinh lớp 1M1 đã đọc lưu loát được những đoạn văn dài. Đây là nỗ lực của cả cô và trò trong suốt 4 tháng qua. Các con đã đọc tương đối là tốt. Viết thì các con cũng viết đúng độ cao, độ rộng của chữ. Còn đối với môn toán thì các con biết cộng, trừ, thực hiện tính các số trong phạm vi 10 rất là nhanh. Lúc đầu rất là lo lắng nhưng mà qua một học kỳ đã thấy các con học tập có nhiều tiến bộ và rất nhiều bạn vui thích khi đến trường. Kết thúc một học kỳ với chương trình mới thì tâm lý lo lắng vì chương trình nặng hơn của cả giáo viên và phụ huynh cũng được giải tỏa. Tuy nhiên, với việc tiếp cận mới, phương pháp mới đòi hỏi sự nỗ lực lớn hơn của cả cô và trò. Chúng tôi cũng đang dần dần từng bước tháo gỡ những khó khăn và hiện tại thì chúng tôi cũng đã bắt đầu dần dần ổn định về chuyên môn và tìm được những cái bài học, cái ngữ liệu rồi cái phương pháp dạy học cho phù hợp với đối tượng của từng lớp, từng học sinh. Tại Hà Nội, sĩ số của lớp 1 rất đông. Để vượt qua rào cản này khi thực hiện chương trình mới thì các trường đều lựa chọn giáo viên có năng lực, có kinh nghiệm. Vì thế, sau học kỳ 1, kết quả đạt được của học sinh có phần nhỉnh hơn so với năm học trước. Ở trường của chúng tôi với 232 học sinh của lớp 1 thì chỉ có một cháu là không đạt về môn tiếng Việt. Còn toàn bộ các bộ môn khác thì 100% các cháu đều đã đạt. Và đặc biệt là với một cái điều kiện về cái cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn trong một cái trường nội đô với cái diện tích nhỏ hẹp thì chúng tôi cũng đã rất là nỗ lực trong cái việc là hướng tới các cái hoạt động trải nghiệm cho các cháu. Cũng từ năm học này, cách đánh giá học sinh lớp 1 theo thông tư mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo có nhiều thay đổi. Theo đó, học sinh được đánh giá theo 5 phẩm chất chủ yếu và 10 năng lực cốt lõi. Ngoài điểm số vào cuối kỳ 1 và cuối năm học thì hoạt động đánh giá thường xuyên được sử dụng tăng cường và bằng nhiều phương pháp như quan sát, hồ sơ học tập, sản phẩm, vấn đáp và hồ sơ viết. Sau một học kỳ với nhiều khó khăn bỡ ngỡ thì đến nay, việc dạy và học theo chương trình mới đang dần đi vào nề nếp.
Đây sẽ là điều kiện thuận lợi để các trường tiếp tục chương trình này trong học kỳ 2, cũng như tiến tới chuẩn bị cho lớp tiếp theo khi áp dụng chương trình này vào năm học tới. Chuyển sang các tin tức quốc tế đáng chú ý. Thủ tướng Anh Boris Johnson ngày 23 tháng 1 cho biết ông mong đợi được hợp tác với tân Tổng thống Mỹ Joe Biden để đạt được những mục tiêu chung, trong đó có nỗ lực khắc phục tình trạng biến đổi khí hậu sau cuộc điện đàm đầu tiên giữa lãnh đạo hai nước. Người phát ngôn của Thủ tướng Anh cho biết, ông Johnson đã nhiệt liệt hoan nghênh quyết định của Tổng thống Joe Biden đưa Mỹ trở lại tham gia Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu. Hai nhà lãnh đạo Anh và Mỹ cũng tái khẳng định cam kết đối với Liên minh quân sự Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO dựa trên lịch sử hợp tác song phương trong lĩnh vực an ninh và quốc phòng. Trong ngày tân Tổng thống Mỹ Joe Biden nhận chức, Thủ tướng Anh cũng khẳng định mong muốn làm việc với ông Joe Biden và chính quyền mới của ông để tăng cường quan hệ đối tác Anh-Mỹ, cũng như thúc đẩy các ưu tiên chung về vấn đề biến đổi khí hậu, phục hồi sau đại dịch và củng cố an ninh xuyên Đại Tây Dương. Tối ngày 23 tháng 1, Chile đã hứng chịu hai trận động đất có cường độ rất lớn. Tuy nhiên, hai trận động đất này chỉ xảy ra cách nhau có vài phút. Theo Bộ Nội vụ Chile, trận động đất đầu tiên có độ lớn 7,1 độ xảy ra vào lúc 20h36 phút theo giờ địa phương, ở vị trí cách Trung tâm Nghiên cứu Khoa học O'Higgins của nước này ở Nam Cực, 216 km về phía Đông Bắc. Người dân sinh sống ở các vùng bờ biển Nam Cực được khuyến cáo đi sơ tán do lo ngại nguy cơ sóng thần. Tiếp đó, vào lúc 21 giờ 07 phút, một trận động đất có độ lớn 5,6 độ đã xảy ra tại khu vực biên giới giữa Chile và Argentina. Theo Trung tâm Nghiên cứu Địa chất của Đức, trận động đất này có tâm ở độ sâu 133 km và cách thủ đô Santiago 30 km về phía đông. Ngày 23 tháng 1, ban tổ chức cho biết giải thưởng độc đắc trị giá 1,05 tỷ đô la Mỹ của xổ số Mega Million đã tìm được chủ nhân. Tấm vé số may mắn này đã được bán tại siêu thị Kroger ở khu ngoại ô Novi của thành phố Detroit, bang Michigan của Mỹ. Mega Million cho biết, sau khi dãy số trúng thưởng được công bố, chủ nhân tấm vé vẫn chưa liên lạc với ban tổ chức. Người trúng thưởng có thể chọn nhận 1 tỷ đô la Mỹ trả dần theo từng đợt trong 29 năm và phải đóng thuế ở mức 24%, hoặc nhận ngay lập tức khoản tiền 530 triệu đô la Mỹ sau khi trừ đi thuế. Đây là giải độc đắc lớn thứ 3 trong lịch sử xổ số Mỹ. Kỷ lục về trúng giải độc đắc tại Mỹ hiện nay thuộc về giải Powerball với trị giá giải thưởng lên tới 1,586 tỷ đô la Mỹ, được trao vào tháng 1 năm 2016. Trong khi đó, giải độc đắc lớn nhất là Mega Million từng trao là 1,537 tỷ đô la Mỹ vào tháng 10 năm 2018. Vé số Mega Million hiện đang được bán ở các cửa hàng tạp hóa và trạm ga tại 45 bang thủ đô Washington và quần đảo Virgin của Mỹ. Mức thưởng này đã tăng dần trong 4 tháng qua sau khi không có ai trúng giải trong 36 lần quay trước đó. Dịch bệnh, giá rét khiến nhiều người ngại đi ăn ở ngoài. Một chuỗi nhà hàng tại New York của Mỹ đã có ý tưởng mang đồ ăn đến tận nhà người tiêu dùng. Đây là mô hình đang được yêu thích tại thành phố này. Cuisine Melosto là một ý tưởng khởi nghiệp kết hợp mô hình nhà hàng và xe bán hàng di động. Dịch bệnh đã khiến các gia đình ngại tới các nhà hàng, vì thế những chiếc xe này phát huy tối đa hiệu quả, nhưng không vì thế mà chất lượng sản phẩm thay đổi. Những chiếc xe di động phục vụ đồ ăn này hiện mới có giấy phép bán vào cuối tuần. Mỗi tuần nó đến một địa điểm khác nhau để phục vụ đông đảo người tiêu dùng. Phương tiện thông báo duy nhất là mạng xã hội. Vì thế, xe sắp đến đâu, người tiêu dùng đều biết trước cả tháng để sắp xếp công việc đến mua, cho dù phải đi xa và giá không hề rẻ, nhưng lại là mức giá chấp nhận được đối với nhiều người Mỹ. Khi mà trong những ngày lạnh và dịch COVID-19 bùng phát, họ ngồi tại nhà nhưng lại được thưởng thức đặc sản của mọi vùng miền. Thưa quý vị và các bạn, các nhà khoa học Trung Quốc có thể đã tiến thêm một bước nữa đến gần hơn tới câu trả lời cho mong muốn sống lâu hơn, kéo dài tuổi thọ của con người. Cụ thể, các nhà khoa học Trung Quốc cho biết đã phát triển một liệu pháp gen mới có thể đảo ngược một số tác động của quá trình lão hóa ở chuột và kéo dài tuổi thọ của họ. Các nhà sinh vật học tại Học viện Khoa học Trung Quốc ở Bắc Kinh cho biết liệu pháp gen mới của họ được phát triển lần đầu tiên trên thế giới. Những con chuột này cho thấy sau 6 đến 8 tháng, chúng đã cải thiện tổng thể về ngoại hình và sức mạnh, và quan trọng nhất là chúng kéo dài tuổi thọ khoảng 25%. Liệu pháp này liên quan đến việc sàng lọc khoảng 10.000 gen để tìm kiếm các yếu tố đặc biệt mạnh mẽ thúc đẩy quá trình lão hóa tế bào. Họ đã xác định được 100 gen trong nhóm đó, nhưng gen đáng chú ý nhất là KAT7, sau đó họ bất hòa gen KAT7. The short answer
Tôi nghĩ rằng chúng ta chưa hiểu bản chất của sự lão hóa, vì vậy chúng ta không thể nói rằng chúng ta không tuân theo điều đó. Trước hết chúng ta cần hiểu lão hóa là gì và cuối cùng chúng ta có thể sống được bao lâu. KAT7 là một trong hàng chục nghìn gen được tìm thấy trong tế bào của động vật có vú. Các nhà khoa học cũng đã kiểm tra chức năng của gen trong tế bào gốc của người, tế bào gan của người và hơn thế nữa. Mặc dù vậy, phương pháp này vẫn còn là một chặng đường dài để sẵn sàng cho việc thử nghiệm trên người, đòi hỏi nhiều kinh phí và nhiều nghiên cứu hơn nữa. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin trong nước và quốc tế của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.